Tiền mua thứ khác để ăn sếp. Ý tôi bảo là tại sao đang trong giờ làm mà cậu lại đi ăn mì? Em làm gì có tiền mua đồ ăn khác, em phải ăn mì thôi, tiết kiệm. Ý tôi hỏi là tại sao? Báo cáo sếp, em mời đi khách về. Bây giờ em đói, em ngồi đây ăn một tí cũng thịt mắng à? Ấy, ý của tôi là cả một ngày ý, cậu ăn mì thế này làm sao mà được? Em chỉ đủ tiền để ăn mì thôi. Số tiền còn lại em chi cho việc yêu đương nữa. Con Ngọc người yêu em nó ăn tháp lắm. Thế cậu không biết là mì tôm này còn có dạng gói à? Cậu mua dạng gói nó rẻ hơn rất nhiều. Em ngu đấy nhỉ? Đúng rồi, bỏ cái này đi. Chuyện yêu đương tốn kém. Báo cáo sếp là hai ngày tới thì xin phép sếp cho em nghỉ. Em đưa con Ngọc béo người yêu em đi chữa lành ở Huế. Máy bay thì chắc là em không có đủ tiền mua rồi. Chắc em phải đi tàu thôi. Đi tàu hỏa vẫn đắt. Thôi bây giờ như này nhé. Tuần sau tôi cho cậu nghỉ nguyên cả tuần. Để cậu và người yêu đi xe máy vào cho nó rẻ. Lương 5 triệu chứ sơ hở ra đòi đi chữa lành. Thì tiền lương tôi đã đủ. Nhá, tuần sau cứ nghỉ đi, nghỉ nguyên tuần. Đi xe máy thì cũng được đấy. Yêu nó hơi nặng, tốn xăng tí thôi. Vẫn tiết kiệm. Mì gói rẻ hơn. Chắc là em về. Chia tay rồi sếp ạ. Yêu đương tốn kém quá. Cậu thì làm gì có ai yêu nổi mà đòi thay người yêu. Ồ hay nhỉ. Gái công ty mình còn nhiều mà. Đây. Nó. Ê. Bạn ơi, tôi nói cho bạn nghe. Em Ly tuy là nhân viên mới, thế nhưng mà em cũng đã tốt nghiệp cái mức thạc sĩ rồi. Bạn thử xem bạn có xứng không? Bạn nhìn lại bạn đi, cao đẳng còn chưa đỗ. Thế để mà xứng với em nó thì ít nhất cũng phải là cử nhân. Biết mình biết ta. Này, bạn ơi, nguyên công ty này, trừ cái ông này ra thì không ai xứng hơn tôi hết. Bạn nghĩ bạn xứng? Không phải tôi thì chẳng lẽ là bạn thật. Kinh quá nhở, là tôi mà. Thế mà tôi không biết đấy, bạn tài quá. Nào, cứ bình tĩnh. Đã thế thì tôi sẽ cho cả công ty bỏ phiếu cho hai cậu. Thế cho công bằng. Vâng. Được chưa? Vâng. Em tưởng cho gì? Riêng cái trò bỏ phiếu nhá. Quả này không có tầm với em nhá. Nhan sắc của em là số 1 công ty. Sếp ạ, em cực kỳ thích Long ở cái điểm mà Long vô cùng lạc quan. Cực kỳ lạc quan đấy. Thế này. Long về khó đoán. Đúng là không thể hiểu nổi. Thật, em cũng không hiểu nổi. Long người thật là khó đoán. Tôi đang hỏi cậu. Gì em? Cái này của ai? Của em ạ. Cái này của ai? Của em. Một phiếu này cậu từ bỏ cho mình đúng không? Nhầm. Với quả nhan sắc và đồ hot của em thì 40 cái phiếu này chưa chắc đã có một phiếu mà hạ được những phiếu của em. Một chày là ăn ngay. Sếp ạ, như em vẫn nói với sếp là em vô cùng thích Long ở cái điểm là Long rất lạc quan. Anh Long. Thế là không cần phải hỏi là mọi người biết được cái chày này là của ai gì nhỉ? Anh đi cho mọi người một cái. Anh đi ra ngoài hộ em. Đẩy đi người mình đẩy. Anh Khánh. Một trời này là của tôi. Làm người thật là khó đoán, không thể hiểu của đội. Cái trời này là của ai?
đi chạy. Sếp nói rằng là để cho hai người chúng em cạnh tranh công bằng cùng với nhau. Thế tại sao sếp lại lén tăng lương cho anh Long? Sếp trả lời em đi ạ. Tăng lương là việc của tôi, liên quan gì đến cậu mà cậu thắc mắc? Mà đấy là tôi còn chưa nói, mức lương của mỗi người là bảo mật, cậu làm sao biết được? Cái việc em biết, tại sao em lại biết ấy, thì việc đấy thì không quan trọng và sếp cũng không cần quan tâm. Mà em chỉ cần sếp xác nhận cho em có đúng là sếp tăng lương cho anh Long không ạ? Đúng. Tôi tăng lương cho cậu Long đấy. Cậu không phục à? Đương nhiên là em không phục rồi. Hai người làm việc bằng nhau mà tại sao lại có chuyện này? Lương anh Long là cao hơn lương em, sếp phải tăng cho em bằng với cả anh Long đi chứ ạ? Được. Thế thì bây giờ tôi sẽ giao cho hai cậu đề bài, về cùng làm, sau đó nộp lên cho tôi. Dạ, được ạ. 5 phút. Dạ, báo cáo sếp là em đã hoàn thành xong đề bài sếp giao ạ. Mời sếp ngự lãm. Đấy sếp ơi, sếp xem trong thời gian ngắn ngủi như vậy chỉ có một mình em là hoàn thành được công việc thôi, mà chỉ có một mình em là đủ năng lực để tăng lương thôi, chứ không phải là anh Long sếp ạ. Mong sếp xem lại. Cứ bình tĩnh, chưa qua deadline đâu. Nào đi. Dạ báo cáo sếp, phương án mà sếp giao cho em, em đã hoàn thành rồi. Đồng thời thì em có bảo nhân viên đi làm cho sếp thêm 3 phương án nữa, mời sếp triển lãm ạ. Thế nào, thấy trình độ chưa? Dạ thưa sếp, thì để mà nói thì em không phục. Bởi vì trong trường hợp này thì em có nhận là em hơi chủ quan một chút. Làm cái vấn đề này thì đối với em nó không có gì là to tát cả, nên là em không phục. Cậu không phục? Vâng. Long. Dạ. Gọi điện sang cho công ty đối tác ABC để xem tiến độ hợp đồng đến đâu rồi. Dạ vâng. Bác ạ. Thế cái hợp đồng của công ty ABC thế nào nhỉ? Cậu chưa ký à? Làm nào ký nhanh nhá. Chiều nay mang đến cho anh. Xử lý mấy công ty con, mang thêm chục hợp đồng nữa để cho sếp anh ký chơi cho vui nhỉ? Nên nhớ là nếu mà không làm được thì anh bảo bố anh dừng một số hạng mục đầu tư cho công ty cậu đấy. Xong rồi. Thấy chưa? Biết quan hệ gì tiền đấy. Hóa ra là sếp thích có quan hệ ạ. Nên mà sếp không nói sớm. Em tưởng cái gì? Nếu mà quan hệ thì Khánh không thiếu sếp ạ. Hóa ra có quan hệ ạ? Dạ vâng. Xem nào. Alo chú Minh ạ. Dạ vâng, cháu Khánh đây ạ. Chú ơi, có phải là chú đang có một cái mặt bằng cho công ty ABC thuê đúng không ạ? Dạ vâng ạ, vâng ạ, đúng rồi. Vâng ạ, chú ơi, chú cho cháu hỏi là bây giờ chú đang cho thuê một tháng là bao tiền ạ? 70 triệu một tháng ạ. Không phải là cháu xin để giảm tiền thuê nhà, mà cháu nhờ chú là từ tháng sau chú tăng cái tiền thuê nhà lên là 100 triệu một tháng cho cháu cho nó chẵn ạ. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn chú ạ. Đang phải lo giả tiền nhà thì làm sao ký được hợp đồng nhỉ? Ây chà, chơi hẳn tiền nhà cơ, quan hệ cơ. Chính xác. Nhìn đây này. Nào như nào? Alo, 2.000 tấn hàng của ABC vừa cập cảng đúng không em? Giam cho anh nhá. Giam luôn và ngay. Thế giam hàng à? Như nào? Chưa to. Thế thì lại nhìn đây. Ây chà. Alo anh ạ. Công ty ABC nó vừa về 2.000 tấn hàng vừa mới cập bến anh ạ. Mà em nhận được tin báo rằng là một nửa chỗ đấy là chưa đóng thuế. Vâng, anh kiểm tra xong xử lý hộ em. Thế nếu mà cần thì anh giam luôn. À mà không, anh xử lý, anh tịch thu toàn bộ cho em cái. Dạ vâng ạ. Vâng vâng, cảm ơn anh. Được chưa? Ê, ghê gớm nhỉ. Thế thuế gì? Thích thế đấy. Phòng cháy luôn này. Phòng cháy hộ cái. Alo, bên công ty ABC lần giờ chưa kiểm tra phòng cháy chữa cháy đúng không? Em cho chắc. Ôi, các cậu đang làm gì đấy ạ? Làm như thế thì công ty mình ký với ai?
Hợp đồng ở đâu ra? Biết được nào? Mỗi thế thôi gì? Anh ơi, anh Đình Ca à? Thích thế đấy. Này, đã thế ông cho công ty ABC phá sản luôn. À thế à? Thế thì đã thế nha, tao sẽ cho công ty này sập kèo luôn. Ha? Alo, anh à? Thôi. Sập cái gì? Quay lại đây, quay lại đây tôi đang lưu.